Xin chào các bạn, ở video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách quản lý bài đăng ở trên phần mềm Auto Marketplace. Thì đầu tiên thì các bạn cần phải đăng nhập vào cái nick của mình ở trên Auto Marketplace đúng không ạ? Cái nick như này thì đây là cái tab mà quản lý bài đăng đúng không ạ? Đây rất nhiều bài đúng không ạ? Thì các bạn có thể quét ở đây này, quét bài đăng đấy, nó sẽ hiển thị như này. Mà nếu như các bạn muốn xóa thì sao, thì các bạn chỉ cần đấy, ví dụ các bạn muốn xóa những bài như thế này đúng không ạ, thì các bạn bôi đen thôi, bôi đen, các bạn bôi đen này, muốn xóa bao nhiêu bài thì các bạn bôi bấy nhiêu bài đúng không ạ. Rồi tiếp theo thì các bạn click chuột phải này đó, các bạn muốn xóa thì xóa mà muốn gia hạn thì gia hạn đúng không ạ. Đấy, đấy là cái mà quản lý bài đăng. Nếu các bạn có nhiều nick thì các bạn cứ click vào từng nick một thôi đúng không ạ, rất là đơn giản. Rồi xóa. Rồi để mình test thử cho các bạn xem luôn đúng không ạ. Yes. Đấy, nó sẽ báo cho mình cái dòng trạng thái này, trạng thái đang xóa này. Đó, xóa thành công này đúng không ạ. Ok, rất tuyệt vời. Mình không cần phải xóa thủ công từng bài nữa, rất là lâu. Mình sử dụng Auto Marketplace thì cái phần này nó sẽ giảm thiểu thời gian chúng ta rất là nhiều và công sức cũng rất là khỏe đúng không ạ. Click và xóa thôi, vô cùng đơn giản. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.